Thank you.
Ui. Làm gì thế này? Mà sao ra đây ngồi hả? Thế là ngồi đây đợi ba à? Hả? Ta xem nào. À, lại còn nhặt cả lá cây vào đây nữa hả? Giỏi thế. Thế là lá cây nhiều quá rồi nhặt vào à? Ui, tay ba bẩn quá. Làm bẩn cả áo kiwi này. Ba vừa đi trồng mấy cây chuối để lấy chuối bao nhiêu gà ăn này. Bẩn. Người đó đi. À, thế là thấy lá rụng để ra nhặt lá hả? Giỏi thế. Này thưởng cho kiwi cái gì nào? Này muốn ăn gì nào? Để ba thưởng nào. Kiwi giỏi quá, ba cảm ơn nhá. Để vào trong này, trời sắp mưa rồi kìa. Cái này gió lá rụng nhiều. Kiwi ra được ba thấy nhiều lá rồi nhặt vào á. Đứng đây đi, để ba cắt qua cắt xẻ nhá. Bếp ăn nhá. Này bà trồng chuối hơi lâu ha. Tay chân vào đây. Thật lá vào tay chân vào ấy. Này xiên đấy. Giờ sẽ một tay chân nhá. Một bút tay kìa. Hai bút lá. Mà sẽ tay. Tay cho bà cho sữa uống nhá. Làm việc nhà đấy. Hết rồi má, ra xem nào. Các bạn ạ, có lẽ là bạn còn mình xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn hãy nhấn like để lại bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn vào chuông để nhận được thông báo mới nhất về những video tiếp theo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.